Cùng với chuyên gia hình thể, dinh dưỡng giàu kinh nghiệm Nicole Hanskin, chúng tôi sẽ mang đến những bài tập giúp bạn đạt được các mục tiêu về vóc dáng và sức khỏe, đồng thời cung cấp cho bạn những món ăn nhằm tăng cường thói quen ăn uống lành mạnh. Bước sang tuổi trung niên, phụ nữ thường gặp phải các vấn đề về cơ thể như là suy giảm hormone, stress kéo dài, đau nhức cơ bắp, mỡ thừa tích tụ và các bệnh về xương khớp. Để giải quyết những vấn đề này, các chị em phụ nữ nên tích cực tập luyện cơ thể bằng các bài tập giúp giải tỏa căng thẳng, làm săn chắc cơ bắp và giúp cơ thể dẻo dai hơn. Và tuần này, Wow Nicole sẽ có gì đặc biệt? Hôm nay Nicole sẽ không có vô vai huấn luyện viên nha các bạn, mà Nicole sẽ tập cùng với chị em của Nicole để có cảm giác tập thể dục cùng gia đình. Và đây là huấn luyện viên của Nutrifor, anh tên là Minh Thuận. Và Thuận hôm nay sẽ hướng dẫn cho chị em của Nicole. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập nhé. Circuit Training là một chuỗi các bài tập xoay vòng liên tục không ngừng nghỉ. Giữa các bài tập có sử dụng dụng cụ hoặc tạ. Circuit Training làm cho tất cả các nhóm cơ hoạt động liên tục, khiến cho quá trình đốt cháy calo nhanh hơn và nhiều hơn. Thực hiện bài tập với nhiều người, bạn sẽ được giải tỏa căng thẳng bởi không khí vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chủ đề của bài tập hôm nay là Circuit Training dành cho phụ nữ trung niên. Cái lý do phụ nữ trung niên nên tập mấy cái bài Circuit Training tại vì nó tập cho tất cả cái cơ thể, từ đùi, mông, vai, bụng, lưng tới cánh tay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập nhé. Circuit Training cũng giúp cho phụ nữ có cái vóc dáng rất là good và cái phần bụng với cái cột sống của mình. Tại vì nếu mà mình càng lớn tuổi thì cơ bắp của mình nó sẽ yếu và thiếu calcium trong xương. Thì khi nào mà cơ bắp nó chắc thì nó sẽ giữ lại cái xương sống của mình và cái cột sống của mình rất là tốt. Workout girls, workout! Rồi, move. Let's go. Okay, ready? Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show them guns, Jackie. Show your guns. Good.
có lẽ các bạn suy nghĩ là cái môn circuit training dành cho các bạn trẻ tuổi, nhưng mà cái đó là cái hiểu nhầm sai. Và như cô khuyên các bạn từ 30, 40 trở lên phải tiếp tục tập thể thao, và cái môn circuit training này là cực kỳ tốt cho các bạn. Ba, hai, một, thôi, đổi. Ok, move. Oh. Hi. Back. Like you put your feet on the floor. Oh. No. We do it again. Okay, don't be smart. No. Stick your gut in. Abs are tight. Tám, chín, mười, hai cái nữa. Thôi, chơi đổi. Okay, let's move. Okay, are you ready? Let's go. Woo! Two, three. Nico từ lúc nhỏ là đã có cái môn thể thao trong cái cuộc sống rồi, thành ra đó bây giờ là một cái thói quen. Ví dụ như là nếu mà các bạn thức dậy mà các bạn không có đánh răng hay là không có tắm thì nó cũng rất là khó chịu, thì cái môn thể thao nó nằm ở trong cái cuộc sống của gia đình của Nico. 7, come on girls, almost there, you got one more. 5, 4, 3, Woo! Well done. Bring it here. Oh,
Alright. Oh, hey, almost there. We got two more. Okay, too high. So sit down, but yeah, sit. Wrap your arms around. Vừa rồi Nico đã tập một cái bài circuit training với các chị em rất là vui. Và Nico hy vọng là các bạn ở nhà tập cùng với nhau để rèn luyện vào sức khỏe, để cho gia đình có sự vui vẻ và thương nhau hơn. Và tiếp theo Nico sẽ mời các bạn ăn một cái món ăn dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe. Vừa rồi chúng ta đã có một cái bài tập rất là vui với chị em của Nicole. Và tiếp theo Nicole sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn rất là tốt cho sức khỏe cho phụ nữ trung niên. Đó là món mix salad. Cái cách làm món salad này rất là đơn giản. Cái thành phần là bí ngòi vàng, bí ngòi xanh, củ dền, cà chua và bắp cải tím. Và cái sốt của cái mix salad này là chỉ có là giấm balsamic với olive oil. Bây giờ chúng ta cùng thử thức nhé. Really nice. Thì cô muốn chia sẻ với các bạn, trong cái thời gian mà phụ nữ lớn tuổi đó thì cái chất estrogen là một cái hormone trong cơ thể của phụ nữ trung niên, nó sẽ hạ xuống. Thì trong cái lúc mà nó hạ xuống đó, thì trong cái cơ thể của mình nó sẽ mất calcium, mất ngủ nè, mất trí nhớ nè. Để bổ sung lại cái chất estrogen đó thì các bạn nên ăn rau củ. Trong cái thành phần của rau củ này thì có rất là nhiều cái chất phytoestrogen, thì nó sẽ bổ sung lại cái chất estrogen mà đã mất trong cơ thể. Và cái cheese là nó sẽ bổ sung vô cái calcium. Và thường thường mấy món salad là rất ít calorie, thành ra các bạn ăn rất là nhiều cũng không sao. Một đĩa như vậy chỉ có dưới 300 kcal thôi, nhưng mà các bạn ăn thì vẫn đủ dinh dưỡng và đủ no. Để xem lại bài tập thì các bạn nên subscribe lên YouTube hay là Facebook của UTV và Nutrifor. Bây giờ hẹn gặp lại. Bye bye.